Hương Thanh xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình câu lạc bộ văn nghệ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn guitarist Nguyễn Văn Hồ, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó sẽ là trang văn hóa văn nghệ. Chúng tôi xin được giới thiệu đến cùng quý vị và các bạn người làm đàn guitar Ngô Xuân Tuấn, hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Lạt của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, nói đến chuyên gia làm đàn guitar hay nói đến guitarist Nguyễn Văn Hồ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chắc hẳn những người trong giới yêu guitar cổ điển và giới văn nghệ sĩ ở thành phố năng động bậc nhất nước ta, không ai mà không biết đến anh. Anh là con trai của nghệ nhân Nguyễn Văn Tâm, một người nổi tiếng chuyên làm đàn guitar tại Sài Gòn từ nhiều thập niên trước. Hiện nay, không chỉ mở xưởng làm đàn guitar nối nghiệp nghề truyền thống của gia đình, Nguyễn Văn Hồ còn âm thầm truyền nghề cho nhiều thế hệ học trò yêu thích guitar cổ điển, đồng thời giúp các bạn trẻ gặt hái được những thành công bước đầu trên con đường nghệ thuật. Anh cũng là người thầy đầu tiên của anh Ngô Xuân Tuấn, một người làm đàn guitar khá nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt mà chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong trang văn hóa văn nghệ kỳ này. Thật tình cờ và cũng thật là hữu duyên, trong một ngày trở lại thăm thành phố Hoa và học trò cũ của mình mới đây, nhóm phóng viên câu lạc bộ văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã có buổi gặp gỡ khá thú vị với guitarist Nguyễn Văn Hồ. Và anh đã không ngần ngại dành tặng công chúng yêu nhạc cổ điển phố núi Đà Lạt hai món quà thật ngọt ngào và đầy ý nghĩa với những ngón đàn điêu luyện trong một không gian ấm áp tình thân. Thank you.
Và các bạn thân mến, sinh ra và lớn lên ở làng Đào Xá, một làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tây, nay là Hà Nội. Từ niềm đam mê truyền thống của cha ông mình, Ngô Xuân Tuấn đã bắt tay vào làm đàn. Với sự thẩm âm đặc biệt thiên phú, nên đàn của anh được nhiều người tin dùng. Để quý vị và các bạn biết thêm về Tuấn guitar này, mời quý vị cùng xem phóng sự sau. Nói đến anh Ngô Xuân Tuấn, hay gọi một cách thân mật là Tuấn guitar, ở số 268 Xuyệt Chính, Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt. Chắc hẳn rằng không ít người yêu âm nhạc và đam mê cây đàn guitar ở phố núi Đà Lạt, không ai mà không biết đến. Được sinh ra và lớn lên từ chiếc nồi của làng Đào Xá, một làng nghề chuyên làm nhạc cụ truyền thống nổi tiếng ở Hà Tây, nay là thủ đô Hà Nội, nên đã sớm hình thành ở Ngô Xuân Tuấn một tố chất bền bỉ, một đức tính cần cù và sáng tạo. Nhưng trên hết, đó chính là niềm đam mê cháy bỏng đã ngấm vào trong máu thịt, thôi thúc anh tìm đến với nghề truyền thống của làng mình, của ông cha mình. Để rồi suốt hơn 10 năm qua, nghề làm nhạc cụ, nghề làm đàn guitar này cứ mãi vượt vào anh như cái duyên nợ, như bóng với hình, không thể dứt bỏ được. Ngay cả khi anh cùng gia đình khăn gói vào Đà Lạt và chọn thành phố ngàn hoa này làm quê hương thứ hai của mình. Và lập nghiệp tại phố núi từ năm 1993. Nhưng mãi đến mùa hè năm 2004, Ngô Xuân Tuấn, sinh năm 1969, mới chính thức bắt tay vào làm cây đàn guitar đầu tiên. Dù rằng cuộc sống của gia đình trong suốt 10 năm đầu tiên trên quê hương mới tuy gặp không ít những khó khăn, nhưng không vì thế mà Ngô Xuân Tuấn có ý định làm đàn guitar để kinh doanh như nhiều người vẫn nghĩ. Thay vào đó, anh làm đàn guitar cốt chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của chính bản thân mình và để dành cho những ai thực sự yêu thích âm thanh mộc mạc và gần gũi của cây đàn guitar. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trung bình mỗi tháng anh Tuấn chỉ làm được 2 cây đàn guitar. Có những cây đàn phải mất cả tháng trời mới làm xong. Như vậy, tính bình quân mỗi năm, anh Tuấn cũng chỉ làm được khoảng 20 cây đàn guitar để cung ứng cho nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Nguồn nguyên liệu chính mà anh Tuấn thường sử dụng để làm đàn guitar là gỗ thông tùng, được nhập chủ yếu từ nước ngoài, chiếm đến 70%. Chào anh Tuấn, có thể nói là chúng tôi rất vui được gặp anh trong một cái không gian ấm áp của gia đình để tìm hiểu về cái nghề làm đàn guitar của anh. Anh có thể cho biết là cái cơ duyên nào mình đưa anh đã tìm đến với cái nghề làm đàn guitar, cũng như là cơ duyên nào đã đưa anh gắn bó với cái thành phố ngàn hoa này? Thật ra thì năm 1993,
hai vợ chồng có đi du lịch Đà Lạt nhân cái dịp kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển. Thì vợ chồng chúng tôi là tới đây thấy cái đất mảnh đất rất là ôn hòa và con người ở đây sống rất là vui tươi. Nên hai vợ chồng quyết định sống ở tại đây, định cư ở tại đây. Thì tới năm 2003 thì có một chuyến nhân một chuyến về quê. Thì quê tôi làm cái làng nghề truyền thống là làm nhạc cụ dân tộc từ lâu, từ cách đây cũng phải xa xưa rồi. Thì có ở quê thì có ngày xưa có những người chuyên làm đàn nhạc cụ dân tộc đó, thì những người đó thì có tìm hiểu, tìm tòi và làm ra, sản xuất ra cái đàn guitar, là họ cũng tự chế tác và tự tìm hiểu. Thì một lần về quê thì vô tình thì tôi có ghé thăm người bạn cũng biết đóng đàn, thì bạn ấy cũng đóng một cái đàn bình thường thôi, nó ra hình hài cái đàn guitar. Thì lúc đó cũng đam mê lắm, thực ra cái đam mê này có từ nhỏ, nhưng mà cái điều kiện cái lúc đó thì ở quê nông thôn, ở vùng quê thôn trũng nên là cũng không có điều kiện để học hỏi thêm. Thì sau cái lần về quê đó thì tôi trở lại Đà Lạt, thì tôi quyết tâm đi tìm hiểu, tìm tòi để làm được bằng được cái đàn guitar. Thế cái nguồn nguyên liệu chính được anh sử dụng để làm đàn guitar được lấy từ đâu? Và cái cách xử lý nguyên liệu để làm cái đàn guitar đảm bảo chất lượng và âm thanh chuẩn thì như thế nào? Thật ra những cái chất liệu mà vật liệu mà để làm được ra cái đàn guitar mà âm thanh tốt và hoàn hảo thì những cái vật liệu này bọn chúng tôi tất cả đều những hàng này nhập từ nước ngoài, nhập vào Việt Nam và thường thường nhập về thành phố Hồ Chí Minh. Và thợ như tôi là phải về thành phố Hồ Chí Minh để tuyển chọn, để tìm ra những cái mặt đàn, những cái chất liệu gỗ để tốt nhất là để mình ráp mới ráp thành công được một cái đàn âm thanh tốt. Thì thật ra những cái nguyên liệu này thường thường là những cái hãng họ chuyên khai thác gỗ để làm đàn, thì hầu như đã được xử lý từ trước sẵn hết rồi. Còn chúng tôi chỉ những việc là những người tìm thêm âm thanh trong đó. Còn những cái loại gỗ mà để làm cần đàn thì thường thường là làm những cái loại gỗ tại địa phương. Tại địa phương đều có hết tất cả đây. Thì tôi cái đó thì phơi và để lâu. Tức là để gỗ càng lâu càng khô thì những cái ổn định của cái dao động của cái cây đàn nó tốt hơn. Để làm ra một cây đàn guitar đảm bảo chất lượng, âm thanh chuẩn và bắt mắt, quả là một kỳ công từ khâu chọn nguyên liệu, xử lý nguyên liệu cho đến khâu thẩm âm. Theo anh Tuấn, đối với nguyên liệu gỗ nhập ngoại thì không phải qua xử lý mà chỉ cân chỉnh âm thanh và lắp ráp chúng lại với nhau mà thôi. Điều quan trọng là phải giữ cho gỗ làm đàn có độ ẩm ổn định, không được khô quá nhưng cũng không ẩm quá. Còn công đoạn khó nhất trong quá trình làm ra một cây đàn guitar, đó chính là phần tạo mặt đàn và thẩm âm, định âm cho mỗi cây đàn. Người làm đàn phải tính toán thật kỹ lưỡng, chính xác độ dày mỏng của mặt đàn, sao cho phù hợp với từng dòng đàn guitar như classical guitar, acoustic guitar hay flamenco guitar. Có như vậy, chất lượng âm thanh của mỗi cây đàn guitar mới chuẩn xác và mang giá trị đích thực. Riêng đối với dòng đàn flamenco guitar, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay tại thành phố Đà Lạt chỉ có duy nhất Ngô Xuân Tuấn mới làm được. Bởi lẽ dòng đàn này khó làm hơn do gỗ mỏng và nhẹ, giai điệu đặc trưng. Đặc biệt, đàn guitar do anh Tuấn làm ra đạt âm thanh chuẩn ngay từ đầu nên rất được nhiều người lựa chọn và tin dùng. Trong đó có cả những khách hàng tiềm năng là các giảng viên, sinh viên nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đặt mua. Không những thế, đối với một số cây đàn guitar được mua ngoài thị trường có âm thanh chưa chuẩn, khi đến tay anh xử lý thì chất lượng âm thanh của cây đàn sẽ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ nhờ vào tài nghệ thẩm âm thiên phú,
Cùng với đó là sự chịu khó tìm tòi học hỏi không ngừng từ những người đi trước đã tạo nên một Ngô Xuân Tuấn làm đàn guitar có tiếng ở phố núi Đà Lạt. Có một cái điểm thú vị mà anh đã từng bật mí, đó là người làm đàn nhưng lại không biết chơi đàn. Cái không hiểu anh kết nghĩa như thế nào với khán giả về cái điều mà tưởng chừng khá nghịch lý như thế này? Thực ra thì ban đầu tôi là người cũng rất là đam mê về âm nhạc, mà cũng rất thích nghe những cái loại nhạc với âm thanh của guitar và các loại nhạc cụ khác, thì từ nhỏ đã thích rồi. Nhưng mà đúng ra là thì có được tập mà sơ sơ từ nhỏ, nhưng mà thời gian sau này thì không có điều kiện thời gian để tập đàn nữa, thì tôi chỉ chú trọng vào cái đam mê là sản xuất ra được một cái đàn guitar tốt nhất là để phục vụ cho những cái mọi thành phần ở trong xã hội hiện tại bây giờ. Còn tại sao mà làm được cái âm thanh cái đàn tốt thì thực ra thế này, ngoài lỗ tai thì tôi được hỗ trợ khá nhiều từ những người đi trước, ví dụ như anh Hồ ở thành phố Hồ Chí Minh và anh Giang Văn Thân, đó là một người, những người thầy, những người bạn, những người đã đi trước làm ra những cái đàn trước đó. Tôi chỉ những người đi sau học hỏi thêm. Và ngoài vấn đề đó thì tôi có đi tìm hiểu thêm ở trong sách vở, ở trên mạng cũng có trong sách vở một số tài liệu chuyên về đàn guitar. Thì lúc đó nó sẽ cho ra một cái riêng của tôi, là tôi sẽ tìm hiểu là tại sao mà tôi làm ra âm thanh tốt nhất cho kể cả đàn cổ điển hay là đàn flamenco hay là đàn acoustic. Thì mỗi một dòng đàn nó đều có một cái loại định âm khác nhau ở trong thùng đàn. Thực ra cái thẩm âm thì ngoài lỗ tai ra thì mình phải chịu khó nghe nhạc và phải hiểu tại sao là mình nghe được cái âm thanh đó và cái âm thanh đó nó phát ra từ cái nguồn nào. Như cái mặt đàn đây thì tại sao cái mặt đàn nó cho ra âm thanh như vậy. Còn có những cái mặt đàn thì rất là đẹp, nhưng mà nếu mà chế tác không đúng cách thì cái âm thanh nó cũng không tốt. Theo anh thì đâu là cái công đoạn khó nhất khi làm một cái đàn guitar, và để làm ra nó thì mình cần phải tuân thủ theo một cái quy trình nghiêm ngặt như thế nào? Cái khó nhất ở trong cái đàn guitar thì là cái phần mặt đàn và tạo gọi là căng mặt đàn, giống như người ta căng một cái trống tròn như vậy thì cái mặt đàn nó không tròn được giống như trống. Thì cái kết cấu mỗi một cái nan đàn thì nó giống như mình căng mặt trống đó, thì nó sẽ tạo ra được những cái độ cứng, độ tần số rung tốt nhất cho âm thanh của cái đàn. Đó là cái khâu quan trọng nhất, tức là đòi hỏi gỗ phải thật khô, và những cái gỗ mặt đàn phải giữ để lâu, thật lâu năm, và những cái nan đàn cũng vậy, để tạo ra được cái độ căng cứng và xốp nhẹ. Thì những cái đó là phải tìm hiểu, tìm tòi mua những cái vật tư ấy, càng lâu năm thì càng tốt. Một điểm không đụng hàng nữa giữa cây đàn guitar do chính anh Ngô Xuân Tuấn làm ra so với một số cây đàn guitar khác, đó là những hoa văn trang trí trên miệng đàn. Hoa văn trên miệng đàn guitar của anh được làm từ chính nguyên liệu gỗ dùng để làm đàn, chứ không phải hoa văn được làm bằng nhựa hiện có bán sẵn trên thị trường. Vì thế, cây đàn guitar mang thương hiệu Xuân Tuấn trông đẹp hơn, bắt mắt khách hàng hơn. Vậy đâu là cái điểm khác biệt của chiếc đàn guitar do anh làm ra so với cái các cây đàn guitar hiện nay được bán trên thị trường về cái chi tiết hoa văn trên miệng đàn? Cái hoa văn trang trí thì tôi thích làm ra những cái hoa văn nó có một nét gì đó riêng. Thực ra thì cái này trên thế giới họ cũng có làm rồi, nhưng mà tôi lại muốn làm theo cái của cá nhân tôi. Thì những cái hoa văn đó thì tôi lại dùng những miếng gỗ mà nó có vân bông đẹp ở trên cái hoa văn đó, mà tôi cắt hình tròn ra giống như ở trong cái miệng lỗ đàn đây, thì nó mình sẽ làm ra được cái hoa văn nó khác biệt hơn. Thế anh đã bao giờ
gặp phải những cái khó khăn trong việc làm đàn guitar, đặc biệt là trong cái kỹ thuật thẩm âm. Và những lúc như vậy thì có bao giờ anh nghĩ tới cái việc là mình sẽ bỏ cuộc không? Thực ra thì có một thời gian rất khó khăn là vì cái vật tư, nguồn vật tư và cái điều kiện kinh tế không cho phép mình tìm ra được tới những nguồn vật tư tốt nhất. Thì hiện tại bây giờ thì cái thời điểm đó thì tôi thấy là lúc đó là tôi cũng hơi chán nản, nhưng mà vì cái lòng yêu nghề và tôi rất quyết tâm, và đây là một cái nghề truyền thống của quê hương, tôi muốn giữ lại và mang tới một cái vùng Đà Lạt đây để tôi sản xuất ra những cái đàn để phục vụ cho những người đam mê âm nhạc. Với cái công việc làm đàn hiện tại của anh như hiện nay thì anh có dự định là sẽ mang cái âm thanh của cái đàn guitar, hay nói một cách khác hơn là mang cái âm thanh, cái hồn Việt đi xa hơn không? Vâng, trong quá trình hơn 10 năm nay thì tôi đã từng và đã, và tới đây khả năng tôi cũng sẽ tiếp tục là kết hợp tác với một số người nước ngoài, là cụ thể là một số doanh nghiệp Đài Loan, là cung cấp hàng cho họ để họ xuất khẩu đến nước ngoài. Và ngoài ra thì có một số Việt Kiều cũng rất là yêu nhạc, mà cái điều kiện ở bên Việt Nam mình họ rất quý trọng với người làm đàn thủ công, họ cũng về đây đặt làm một số cái đàn để gửi, để mang về bên nước nơi họ sinh sống, là họ sử dụng một cái nghề thủ công của người Việt Nam mình thì từ xưa cũng là rất là chú trọng về những cái đường nét sắc sảo, và những cái âm thanh của cái đàn thì là âm thanh nó thuộc về lĩnh vực của quốc tế rồi. Thì cái đường nét của người Việt mình thì làm tôi theo tôi nghĩ là làm rất sắc sảo so với những cái đàn của nước ngoài. Vâng, xin cảm ơn anh đã dành thời gian để có một cái cuộc trao đổi khá thú vị này. Những khó khăn gặp phải trong quá trình chế tác làm ra một cây đàn guitar là điều không thể tránh khỏi. Song điều đáng quý ở Tuấn guitar đó là niềm đam mê và khát khao gìn giữ, bảo tồn nghề truyền thống. Kể cả việc mang tiếng đàn guitar, mang tâm hồn Việt bước ra khỏi lũy tre làng để đến với các nước như một lời khẳng định với thế giới về giá trị của thương hiệu Việt, cũng như đẳng cấp làm đàn guitar là không thua kém gì so với một số nước có truyền thống làm đàn guitar lâu đời. Có lẽ những âm thanh vút lên từ cây đàn guitar do Ngô Xuân Tuấn chế tác được ông Nguyễn Văn Hồ, con trai của nghệ nhân Nguyễn Văn Tâm, một người nổi tiếng chuyên làm đàn guitar ở Sài Gòn từ nhiều thập niên trước, thể hiện trong một không gian nồng ấm tại nhà riêng của anh như thế này, đã phần nào minh chứng cho tài nghệ làm đàn của Tuấn guitar. Với tư cách là người thầy đầu tiên, là một người anh, đồng thời cũng là người bạn phong niên, chuyên gia làm đàn guitar, ông Nguyễn Văn Hồ trong một lần ghé thăm Đà Lạt mới đây cũng đã dành cho Tuấn guitar những lời nhận xét rất đỗi chân tình. Cũng là một cái cơ duyên ban đầu, do Tuấn cũng mới vào nghề làm đàn thì mình cũng hướng dẫn những cái mà chi tiết trong cây đàn đó, từ cái kỹ thuật về cách làm đàn, về kỹ thuật âm thanh là trước đây đã 10 năm. Rồi Tuấn làm với mình một thời gian cũng khoảng chừng 3 năm. Khi mà Tuấn về thì cũng đạt cái mức đó trung bình khá. Đến khi bây giờ là đã 10 năm thì Tuấn đã tiến bộ rất là nhanh và rất là vững trong cái tay nghề làm đàn. Và vững hơn nữa là Tuấn đã mày mò những cái tài liệu của nước ngoài
để đạt được cái thành công như hiện tại là hầu như là cây đàn Tuấn bây giờ là đã chiếm lĩnh toàn diện về cái mặt mỹ thuật và âm thanh cho cái đàn guitar. Nói chung là cái cách thẩm âm của Tuấn á, là cũng qua cái hệ thống mà kinh nghiệm của mình, cũng có là trình bày với Tuấn, chỉ cho Tuấn những cái gì mình đã có kinh nghiệm. Rồi sau tiếp đó là Tuấn tìm trên những cái âm thanh hoặc là cái dạng nang âm của các nước, Tuấn lấy lại một cái kinh nghiệm coi như là riêng cho mình, hoặc là những cái mà thanh nang, ví dụ như là 5 nang, 7 nang hoặc là 9 nang chẳng hạn trong cây đàn, thì cái việc đó Tuấn mới lấy lại một cái kinh nghiệm riêng cho mình là rất là chuẩn về cái âm thanh đàn guitar. Rõ ràng tài nghề làm đàn của Tuấn guitar cũng như những đóng góp của anh đối với cộng đồng là rất đáng ghi nhận. Một góc phố bình yên, tiếng đàn guitar mê hoặc lòng người vút lên trong không gian phố núi vào một ngày chớm đông. Quả thật đã làm cho cuộc sống nơi đây thêm phần lãng mạn và đầy thi vị. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh về người làm đàn guitar Nguyễn Xuân Tuấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Câu lạc bộ văn nghệ kỳ này. Hương Thanh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.